Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, đàn bà sau tuổi 40 là bắt đầu bước vào thời trung vận. Đây là thời điểm mà tâm sinh lý có nhiều thay đổi, khiến họ trở nên khó chịu hay cáu gắt với chồng con của mình. Đồng thời, khi đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, họ lại có nhiều nhu cầu hưởng thụ hơn nên tâm tính thay đổi. Nếu không biết tiết chế thì không khéo người này sẽ làm tan nhà nát cửa như chơi. Và bạn biết đấy, trung vận rồi sẽ đến hậu vận. Nếu không may gia đình tan vỡ, con cái sẽ đau khổ. Về già, bạn sẽ đối diện cảnh hiu quạnh, cô đơn vì không ai bầu bạn. Nếu bạn lo lắng điều này thì đừng dại dột dính vào những vấn đề dưới đây nhé. 1. Chê bai chồng trước người khác. Ở độ tuổi này, phụ nữ sẽ có những thành công nhất định. Vì thế, dù bạn có đạt được điều gì hơn chồng, cũng nên tránh chê bai chồng trước mặt người khác, dù là gia đình hay bạn bè thân thiết. Họ không coi đó là vấn đề, mà lại hay đề cập đến khuyết điểm của anh ấy ở nơi đông người. Đó có thể là một trò mua vui, nhưng với nhiều đàn ông, cô vợ đó đang dùng cách đó để tự nâng cao vị thế của mình trong mối quan hệ. Phụ nữ phải hiểu rằng chẳng ai hào hứng với chuyện bản thân bị kể xấu cả. Hành động ấy rất có thể khiến anh ấy chán ghét bạn, cho là bạn không đủ tâm lý, không đủ sự khôn ngoan trong mối quan hệ. Hãy dành cho nhau sự góp ý riêng tư thay vì trút mọi oán giận chỗ đông người. Phụ nữ luôn dùng chiêu bài này. Nó khiến người đàn ông bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất. Đến lúc mọi thứ không thể cứu vãn, gia đình bạn sẽ tan cửa nát nhà vì chính bạn, chứ không chỉ chồng bạn. 2. Bỏ bê việc chăm con cái. Nếu như vì điều kiện công việc bận rộn, bạn ít có thời gian bên con, thì cũng có thể chấp nhận được phần nào. Với điều kiện bạn sẽ toàn tâm toàn ý mỗi lần có dịp gần gũi con cái. Không ai chăm con tốt như mẹ chăm con. Tuy nhiên, lấy lý do công việc để bỏ bê hoàn toàn việc chăm sóc con cái sẽ khiến cho con của bạn thiếu đi sự thương yêu từ mẹ, chồng của bạn thiếu đi một người vợ đàm của gia đình. Mỗi người cần có trách nhiệm chung là vun đắp cho tổ ấm, nhất là việc chăm con. Đừng để mọi thứ tách rời thực sự, bạn mới hối tiếc. 3. Ngoại tình. Nếu như chồng bạn ngoại tình đến mức mà không thể níu kéo, bạn hãy để người ấy đi, chia tay trong hòa bình và chung sức chăm con cái. Đừng bao giờ cố ông ăn trả bà ăn nem trong hôn nhân. Nó sẽ không khiến người đàn ông của bạn thấy tiếc rẻ bạn, mà thậm chí tiếng xấu muôn đời lại rơi vào chính người vợ như bạn. Đàn ông vốn ích kỷ, một khi họ đã biết bạn ngoại tình thì sẽ không thể nào tha thứ và sống chung với bạn. Bởi đàn ông là phái mạnh, tính sở hữu rất cao. Họ sẽ cảm thấy mất mặt trước bạn bè, người thân. Thế nên, một khi bạn đã ngoại tình, dù có quay về cầu xin sự tha thứ của chồng, thì gia đình cũng không thể hạnh phúc như lúc đầu. Vì vậy là phụ nữ đã có chồng, bạn luôn giữ cho bản thân trong sạch và thủy chung. Nếu không hợp nhau ở vấn đề gì, hãy cố gắng giải quyết. Còn như không giải quyết được thì hãy ly hôn để sanh chính ngôn thuận, tìm hạnh phúc mới. 4. Cố gắng giải quyết rắc rối thay chồng. Nhiều người phụ nữ luôn tỏ ra cầu toàn quá mức. Họ lo lắng tất cả mọi thứ. Khi chồng gặp vấn đề về tài chính hay công việc,
họ cũng muốn giải quyết hộ anh ấy để mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Về lâu dài, hành động này sẽ khiến chồng trở nên ỷ lại, thiếu quyết đoán, không có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Theo các chuyên gia, nhiều phụ nữ chỉ vì sự lo toan quá mức, giải quyết cả rắc rối của chồng mà trở nên kiểm soát anh ấy, làm mà chẳng cần trao đổi với chồng. Điều này khiến người chồng cảm thấy bị mất tiếng nói. Bên cạnh đó, lại có nhiều người chồng không muốn vợ mình nhúng tay vào chuyện cá nhân. Họ muốn chủ động tìm cách giải quyết hơn. Cuộc hôn nhân của bạn vì thế mà rơi vào ngõ cụt. Hai vợ chồng xảy ra xích mích khó giải quyết. 5. Tỏ rõ sự thương hại với chồng. Động viên, an ủi khác hoàn toàn với sự thương hại. Trên thực tế, đàn ông sợ nhất là sự thương hại từ phụ nữ. Đàn ông có tự trọng cao, họ muốn khoe những góc cạnh mạnh mẽ, thành công nhất của mình. Bởi vậy, mối sự thương hại đến từ vợ sẽ khiến cách tôi của anh ấy bị ảnh hưởng. Nếu người đàn ông chưa thành công, gặp phải thất bại, phụ nữ hãy khéo léo trở thành người đồng hành, thúc giục anh ấy thay vì nhắc đến những điều bi quan khiến họ chùn bước. Sự thương hại của bạn sẽ chỉ khiến anh ấy thêm phần khổ sở, tự ti. Cuộc hôn nhân cũng vì vậy mà sớm tan rã. 6. Phủ nhận khả năng của chồng về mọi mặt. Nói chung, lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh. Đôi khi, người đàn ông có thể hy sinh tình yêu vì lòng tự trọng của mình. Phụ nữ lại không hiểu điều đó. Có nhiều người trong cuộc sống vẫn buông lời phủ nhận đàn ông như anh chẳng làm được gì, anh kém lắm, ai cũng tốt hơn anh. Khi nói ra những lời này, phụ nữ thường không nhận ra lỗi lầm của bản thân. Họ chỉ nghĩ đó là cách trút bỏ cảm xúc, hoặc họ nghĩ đấy là phương pháp để đàn ông nỗ lực hơn. Tuy nhiên trên thực tế, phụ nữ đánh giá thấp giá trị của đàn ông sẽ gây tổn hại lớn đến lòng tự trọng của họ. Nó sẽ khiến cho đàn ông thấy tiêu cực hơn, chán chường hơn với mối quan hệ đang có. Phụ nữ nên biết rằng cách tích cực như động viên, khen ngợi, khẳng định sự giỏi giang mới là cách khiến đàn ông xuất sắc hơn, tự thay đổi bản thân mình hơn. 7. Không lo việc nhà, chỉ nghĩ cho bản thân. Sự khác biệt giữa hôn nhân và tình yêu không chỉ thể hiện trên tờ đăng ký kết hôn, mà là sự kết nối, tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Khi yêu, cả hai là cá thể độc lập, có thể bắt đầu mọi suy nghĩ và nghĩ nhiều hơn cho bản thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai đã thành một tổng thể, làm gì cũng nghĩ cho lợi ích của hai vợ chồng. Nhiều người không rõ điều ấy, muốn làm gì thì làm, chẳng cần bàn bạc. Phụ nữ nên biết, đàn ông có nhu cầu hôn nhân khác biệt với mình. Phụ nữ quan tâm đến hạnh phúc tình cảm, đàn ông quan tâm đến sự ổn định của lý trí trong hôn nhân. So với phụ nữ, đàn ông sẽ chẳng chịu được việc vợ bỏ bê chuyện nhà hay làm nhiều việc mà không bàn trước. Nếu phụ nữ sau kết hôn vẫn quá chú trọng sự nghiệp, bỏ bê tổ ấm, thì sẽ chỉ khiến đàn ông ngày càng chán nản và cả bất an. Sớm muộn, hai bên cũng xảy ra xung đột. 8. Tiêu tiền bừa bãi, không quan tâm gia đình. Tiền bạc là một phần vô cùng quan trọng đối với gia đình. Dù bạn có giàu có đến đâu mà phụ nữ không có khái niệm tiền bạc, luôn tiêu xài hoang phí cho riêng mình, thì cũng khiến đàn ông thất vọng. Tiền bạc trong hôn nhân còn phải phục vụ cho cuộc sống hôn nhân nữa. Đàn ông luôn coi trọng sự ổn định trong gia đình. Việc một cô vợ tiêu tiền bừa bãi, xem trọng
nhu cầu bản thân mà không coi trọng gia đình sẽ khiến anh ấy cảm thấy thất vọng. Sự thất vọng đó sẽ kéo theo cả nhiệt huyết dần dần rút cạn, không còn mấy mặn mà với cuộc hôn nhân này nữa. Sự thu vén và khéo léo trong chi tiêu xưa nay được dùng để miêu tả phụ nữ. Trong khi vợ chồng bạn mỗi tháng kiếm được 20 triệu, nhưng bạn lại tiêu những 30 triệu, thì đúng là bạn phải xem xét lại bản thân. Bạn đừng đổ lỗi tại con ốm hay cách gì cũng tăng giá, rồi thiếu tiền vay mượn khắp nơi. Rồi chưa hết tháng đã hết tiền, cứ mở miệng ra là chê trách chồng kém cỏi, để vợ con sống khổ sở. Vì thế bạn phải học cách chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý, đừng có tiêu tiền quá khả năng tài chính của bạn. Hãy chọn mua những thứ thật cần thiết mà mua về là phải dùng, chứ không thể mua theo phong trào, theo sở thích rồi về bỏ một chỗ. Vậy mới nói phụ nữ cần xem xét những hành động của mình, sửa chữa khuyết điểm sớm để bản thân không rơi vào tình trạng khó lòng cứu vãn hôn nhân. Bạn thân mến, hôn nhân tan vỡ không phải là chuyện một sớm một chiều, mà nó là hệ quả của việc cả hai bên đều mắc phải những sai lầm mà không nhận ra hoặc không chịu sửa chữa trong thời gian dài. Chắc hẳn bạn không muốn về già mình phải sống trong cảnh lẻ loi, không có bạn đời bên cạnh, phải không? Vì vậy, nếu tình trạng hôn nhân của bạn có những dấu hiệu dưới đây, thì nên lập tức xem lại bản thân mình có mắc phải 8 lỗi trên hay không. Ông bà ta nói, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi đổ lỗi cho người, thì hãy nhìn lại mình và chỉnh sửa mình trước. Khi mình đã tốt rồi, thì người khác sẽ ảnh hưởng theo. 3 dấu hiệu hôn nhân đang tan vỡ. 1. Luôn có động thái coi thường. Nếu vợ hoặc chồng liên tục tuôn ra những câu nói xúc phạm, khinh miệt, thì bạn nên suy nghĩ lại về mối hôn nhân này. Bởi vì nếu biết yêu thương bạn đời, họ sẽ không bao giờ làm tổn thương đến bạn. 2. Dùng sự im lặng làm vũ khí. Sau mỗi cuộc tranh cãi, dành không gian yên tĩnh cho đối phương nguôi giận là động thái rất thông minh. Chuyến du lịch một mình hoặc thỏa thuận không nói chuyện cho đến khi cả hai kiểm soát được cảm xúc sẽ hữu ích. Tuy nhiên, nếu bạn đời giữ thói quen im lặng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, thì họ đang khiến mối quan hệ vợ chồng thêm xấu đi. Động thái này chứng tỏ vợ hoặc chồng đang muốn áp đặt, trừng phạt đối phương. 3. Kiểm soát và cô lập bạn đời. Vợ hoặc chồng luôn theo dõi, kiểm tra các cuộc trò chuyện qua điện thoại, mạng xã hội và yêu cầu bạn phải công khai các mối quan hệ. Đó là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn đã mất đi lòng tin lẫn nhau. Trong hôn nhân, nếu không có lòng tin tưởng thì cuộc hôn nhân này trước sau cũng tan vỡ. Bởi làm sao bạn chịu được những cơn ghen vô cớ, những sự nóng giận, mất kiểm soát từ người kia. Bạn thân mến, bước vào độ tuổi trung niên, bạn cần phải giữ gìn cuộc sống hôn nhân nhiều hơn. Dẫu biết rằng bạn đang chịu áp lực về con cái, công việc bên ngoài, nhưng nếu hôn nhân tan vỡ thì xem như bạn sẽ mất tất cả. Bởi khi ấy tinh thần sẽ sa sút, bạn sẽ phải đối diện những lời xăm soi, bàn tán từ người khác. Cho nên là phụ nữ, bạn hãy cố gắng vun vén gia đình yên ấm, kiểm soát cảm xúc tốt để đừng dại dột phạm phải những sai lầm trên. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng tại đây. Hy vọng video này đã mang đến những điều hữu ích để bạn luôn có một gia đình hạnh phúc đến lúc về già. Giờ đây, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.